Ơi, rất chiều luôn nhá. Cây ngày nào cũng quay nhưng mà đây bảo mai lấy quay cho em. Chị quay lại cho em đây. Thứ nhất là có rất là nhiều loại nhá. Cây này là cây vàng chanh. Cây vàng chanh lá to. Cây cao khoảng tầm hơn 20 phân này. Rễ rất là đẹp. Đó, bạt ngàn. Thích thể loại xanh thì lấy cho xanh mà thích vàng lấy cho vàng. Xanh vàng ở đây chẳng qua là những cây này em nhìn đây này. Cái chỗ này nó ở gần cái ria của cái lưới đen và nó ngoài trời, nó rát trời nên là nó nắng nhiều. Đó, khi nó nắng nhiều thì màu nó sẽ vàng. Đấy, cùng một loại, cùng một luống luôn, cùng chế độ chăm sóc nhưng mà khi mà nắng nhiều đây cái chỗ này nó hở. Bởi vì cái lưới khi là gió nó bay như này nó không che được cái phần ngoài này. Nó nắng nhiều thì là nó sẽ vàng, rực lên như thế. Còn không ấy, trong này mà nó kín nắng ấy thì nó sẽ xanh như này. Ngoài cái cây vàng chanh lá to đấy thì sẽ có cả vàng chanh lá kim. Mỗi một cái bầu như này là một cây. Cây cao khoảng tầm từ 15 đến 25 cm tùy cây. Thích cao chị chọn cho cao mà thích thấp thì chị chọn cho lùn. Đấy, dễ đẹp chưa? Nhá, đấy là xong cái thể loại vàng chanh này, cây lá màu này. Còn nữa nữa là ngoài xa xa kia thì có cả lan rẻ quạt. Còn đây đảo luôn, chị quảng cáo marketing luôn. Là đợt này cây ngũ sắc con rất là nhiều. Và ngũ sắc tím rủ thì vô khối luôn, không kiểu dạng như là cháy hàng như hồi đầu năm nữa. Đó. Mà vàng vàng chanh lá to, em thích cây cao này này. Thì chị lấy cho cây cao. Cây 30 phân. Đấy. Còn thích hàng lùn lùn Napoleon giống như ở đằng kia thì chị lấy cho. Thế nhá. Số lượng cụ thể thì tối em gửi qua đi, xong rồi mai chị cho ship hàng cho.